Thật khó tin, năm thứ này lại có trên sa mạc. Sa mạc không chỉ đơn thuần là nơi khô cằn nắng cháy, mà nó còn chứa đựng những điều vô cùng thú vị, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và thích thú. Dưới đây là năm thứ mà bạn sẽ khó tin là nó lại có trên sa mạc. Hồ bơi trên sa mạc. Chiếc hồ bơi nhỏ này nằm ở sa mạc Mazu, phía đông nam California của Mỹ, được xây dựng bởi nghệ sĩ người Áo Alfredo Basulia. Đặc điểm của hồ bơi này là nằm gọn trong vùng sa mạc khô cằn và cách xa nơi có người sinh sống. Để được thư giãn trong lòng nước mát lạnh ngay giữa sa mạc, bạn sẽ đăng ký để lấy chìa khóa ở Trung tâm Nghệ thuật và Kiến trúc Mắt tại Hollywood thuộc Los Angeles. Bình thường, khi không có người sử dụng, hồ bơi sẽ được đậy nắp và khóa lại. Do đó, bạn cần phải có chìa khóa để mở cũng như định vị GPS để xác định vị trí của chiếc hồ bơi. Chiếc chìa khóa này chỉ có tác dụng trong vòng 24 giờ, sau đó bạn sẽ phải trả lại dù lúc đó bạn đã tìm thấy hồ bơi hay chưa. Hơn nữa, bạn còn bị trói buộc bởi một giao kèo rằng bạn sẽ chăm sóc hồ bơi này thật chu đáo, ít nhất là mang nước đi đổ thêm vào và không được tiết lộ địa điểm cho bất kỳ ai. Cửa hàng thời trang. Những ai đi trên đường quốc lộ số 90 ở miền Tây bang Texas sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy một cửa hàng của thương hiệu thời trang Prada nằm lẻ loi giữa sa mạc. Điều đáng ngạc nhiên là cửa hàng trông rất sang trọng này lại chọn một địa điểm vô cùng hẻo lánh. Nhưng thật ra đây chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mang hình hài của một cửa hàng. Tác phẩm này không có cửa ra vào, bên trong lớp cửa kính người ta vẫn bày biện những sản phẩm giày, túi xách của Prada. Cửa hàng là một tác phẩm nhưng tất cả những đồ đạc bên trong đều là thật, lấy từ bộ sưu tập thu đông của nhãn hàng thời trang này. Tổng trị giá của lô hàng này lên đến hàng chục nghìn đô la Mỹ, do mỗi sản phẩm hàng hiệu của Prada đã có giá hàng nghìn đô. Bạn không thể mua những sản phẩm này mà chỉ có thể ngắm nhìn qua khung cửa mà thôi. Chạm điện thoại. Vào những năm 60 của thế kỷ 20, một vài người thợ đã đặt chạm điện thoại ở giữa sa mạc Moza. Chạm nằm cách xa thị trấn gần nhất một vài dặm và đứng giữa hai con đường đầy bụi bẩn với cửa kính đã bị vỡ, đèn cũng cháy. Tuy nhiên, đường dây liên lạc vẫn chưa bị cắt. Và trong suốt 30 năm, không hề có bất kỳ cuộc điện thoại nào được gọi đến hay gọi đi. Cuối cùng, vào năm 1997, lần đầu tiên nó rung lên, một người đàn ông tên là Dill đã đọc được về chạm điện thoại và nhấc máy lên rồi, cho đến khi một người sống ở sa mạc tên là Loren nghe thấy và nhấc máy trả lời. Sau đó, cứ thế, người khác gọi người khác nữa, cứ thế rỉ tai nhau chỉ để xem có ai đó trả lời. Trong thời gian ngắn, chạm điện thoại đã trở thành một điểm đến. Những người lái xe qua đây thường phải dừng lại để nghe điện thoại. Thậm chí, một người đàn ông ở Texas đã cắm trại ở đó trong suốt 32 ngày và trả lời hơn 500 cuộc điện thoại. Thành phố thời tiền sử. Tại phía bắc, bang Arizona có một thành phố thời tiền sử vô cùng đặc biệt tên là Bedrock. Tới thành phố này, bạn sẽ được trải nghiệm cuộc sống thời kỳ đồ đá với các nhân vật hoạt hình yêu thích trong bộ phim The Flintstones nổi tiếng từ những năm 60-70 của thế kỷ trước. Thành phố Bedrock được xây dựng năm 1972 bởi Rancid Becco. Nó chủ yếu được trang trí theo hình ảnh của hai nhân vật trong bộ phim The Flintstones là Red và Barney. Tuy nhiên, công trình này gặp nhiều khó khăn trong khâu xây dựng bởi sự cô lập của khu vực và sự thiếu hụt công nhân địa phương. Nhưng cũng nhờ đó mà Bedrock có được nét duyên dáng của một thành phố thời kỳ đồ đá thật sự. Ngày nay, nó trở nên sống động hơn bởi những màu sắc bắt mắt tạo nên một không gian kỳ diệu giống như trong phim. Một số cửa hàng ở thành phố vẫn hoạt động bình thường. Gặp chiếu phim ở Bedrock sẽ chiếu lại bộ phim hoạt hình từng làm mưa làm gió là Flinton. Bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ nhô ra từ sa mạc Atacama ở Chile, thoạt nhìn trông giống như tàn tích cuối cùng của một nền văn minh bị mất. Nhưng thực tế, đây là một tác phẩm điêu khắc có quy mô lớn của nghệ sĩ Mario Irarrázabal. Tác phẩm điêu khắc này đã được ra mắt công chúng vào ngày 28 tháng 3 năm 1992. Bàn tay cao 36 m được làm bằng sắt và xi măng, nằm ở độ cao 1.100 m trên mực nước biển, cách thành phố Antofagasta của Chile khoảng 75 km về phía nam. Kích thước phóng đại của tác phẩm điêu khắc này nhấn mạnh vào tính nhạy cảm, dễ bị tổn thương và mất khả năng tự vệ của con người dưới một sức ép nào đó. Tác phẩm như một phương tiện để ông truyền đạt các chủ đề quan trọng như bất công, buồn bã, cô đơn và đau khổ tồn tại trong xã hội này. Các bạn vừa xem xong video Thật khó tin, năm thứ này lại có trên sa mạc. Và với những thứ trên, đâu là thứ mà bạn muốn đặt chân đến đó nhất? Hãy bình luận bên dưới nhé!